xin mời ngồi mời xem tu hoa nghiêm áo chỉ vọng tận hoàng nguyên quán tờ thứ tư hàng thứ hai tờ thứ tư hàng thứ hai duy liễu nhân chi sợ liễu câu đói này vẫn chưa giảng xong chúng ta tiếp tục nói qua tam nhân phật tánh chánh nhân phật tánh đã giới thiệu qua rồi. Chính nhân Phật tánh là ly nhất thiết tà phi di trung chánh chân như giả hay nói cách khác nó là nhân của pháp thân cho nên tiếp theo ngài nói y chi thành tựu pháp thân chi quả đức cố danh chánh nhân phật tánh vậy thì chứng được pháp thân chính là phật quả thông thường chúng ta gọi là thành phật thế nên ở trong kinh hoa nghiêm lúc nào thì chứng được pháp thân Tôi nghĩ rất nhiều đồng tu Đều đã từng nghe quá quen tai Nghe nhiều rồi Đều biết Trong nhà Phật thường nói Phá một phẩm vô minh Chứng được một phần pháp thân Vậy phá một phẩm vô minh là Vào lúc nào vậy Lúc được viên giáo sơ trụ cái phẩm vô minh này liền phá Vậy vô minh có bao nhiêu phẩm Chiếu theo Kinh Hoa Nghiêm đã nói 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ Phá một phẩm vô minh chứng được một phần Pháp Thân Phá hai phẩm vô minh chứng được hai phần Pháp Thân Kỳ thật, hàm nghĩa chân thật trong đó chúng ta cần phải hiểu được vô minh là gì hiện tại chúng ta đã học nhiều năm đến như vậy cũng luôn xem có ấn tượng cụ thể vô minh là khởi tâm động niệm không khởi tâm không động niệm thì vô minh không còn không khởi tâm không động niệm cái này gọi là phá căn bản vô minh Chứng pháp thực Đi gọi là chánh nhân Phật tánh Phía sau 40 phẩm vô minh Suốt cuộc là có hay không có nếu như nói là có chúng ta có thể thể hội được khởi tâm động niệm đều không còn thì còn có vô minh gì nữa khởi tâm động niệm không còn nữa họ vào được pháp giới bình đẳng không có cao thấp. Cho nên vấn đề này làm cho người mới học chúng ta luôn là có sự hoài nghi. Dù mình làm sao phải đoạn từng phẩm, từng phẩm. Làm gì có nhiều phẩm vậy? phân biệt chấp trước từng phẩm từng phẩm mà đoạn khởi tâm đồng niệm vừa đoạn chẳng phải là tất cả đều đoạn rồi hay sao vì sao còn có thể đoạn chứ đại sư thanh lương ở trong kinh hoa nghiêm nói với chúng ta 41 phẩm này là nói vô minh tập khí chúng ta liền hiểu rõ vô minh tuy là đoạn rồi tập khí chưa đoạn tập khí sâu mỏng không đồng nhau cho nên phật nói 41 phẩm cấp tập khí không dễ hiểu. Cái gì gọi là tập khí? Đại Đức Xưa dùng bình rượu. Bình rượu đựng rượu. Rượu thì thí dụ cho vô minh. Khi rượu đổ hết rồi, bình rượu cha sạch trơn đích thực là một giọt rượu cũng không còn cha được rất sạch rồi thế nhưng gửi vào trong cái bình đó vẫn còn mùi vị của rượu đem cái thí dụ này là tập khí vì thì chúng ta liền hiểu rõ vô minh đoạn rồi thì liền thành phật minh tâm kiến tánh kiến tánh thành phật bồ tát sơ trụ thật đã thành phật dù thị dù minh họ đã đoạn rồi cho nên có tập khí tập khí không cách gì đoạn nếu như có biện pháp các vị nghĩ xem vì thì lại khởi tâm động niệm rồi khởi tâm động niệm thì vô minh hiện tiền vô minh đoạn dứt rồi vì làm sao có thể tái hiện tiền tái hiện tiền chẳng phải lại đoạn lạc rồi sao có khởi tâm động niệm liền rơi vào trong mười pháp giới không khởi tâm không động niệm thì không còn mười pháp giới mười pháp giới không còn hiện ra là cảnh giới gì trong kinh đại thừa nói với chúng ta là cõi thật báo trang nghiêm của chư phật như lai chúng ta gọi là bốn độ từ bên trên mà nói thứ nhất là cõi thường tịch quan thứ hai là cõi thật báo trang nghiêm thứ ba là cõi phương tiện hữu dư thứ tư là cõi phạm thánh đồng cư hiện tại chúng ta rất rõ ràng thường tịch quan tịnh độ chính là phật tánh chính là pháp tánh trên bộ kinh này của chúng ta ở cái đoạn này nói tự tánh thanh tịnh viên minh thể đó là thường tịch quan có tập khí của khởi tâm động niệm thường tịch quan đi biến thành cõi thật báo trang nghiêm trong cõi thật báo trang nghiêm có hiện tượng vật chất có hiện tượng tinh thần thế nhưng trong thường tịch quan không có việc này các vị phải nên biết trong thường tịch quan Không có hiện tượng vật chất Cũng không có hiện tượng tinh thần Một mảng quang minh Cho nên gọi là Đại quang minh tạng Phía trước của câu này nói Phi sanh nhân chi sợ sanh Tất cả dạng pháp đều có sanh nhân chỉ riêng thượng tịch quan không có sanh nhân Chính là tự tánh nó không có sanh nhân Nó không có khởi nguồn Có khởi nguồn thì có chỗ cùng Cho nên nó đích thực là bất sanh bất diệt Thích Ca Mâu Ni Phật Minh tâm kiến tánh liền đem việc này nói với chúng ta Ở Trung Quốc Đại sư Huệ Năng tổ thứ sáu Đại sư Ngài Buông bỏ khởi tâm đồng niệm Phân biệt chấp trước Ngài cũng kiên tánh Ngài vào được cảnh giới Cùng với cảnh giới Thích Ca mâu ni Phật Ở dưới cội Bồ Đề Đại Triệt Đại Ngộ Là như nhau Một chút khác biệt cũng không có Đại sư Huệ Năng báo cáo với ngũ tổ Đã nói ra năm câu hai mươi chữ đích thực cũng đem sự việc này nói được tường tận câu thứ nhất ngài nói nào ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh bạn xem thanh tịnh viên binh thể câu thứ nhất chính là thanh tịnh câu thứ hai liền nói vốn không sanh diệt tự tánh không có sanh diệt, không có sanh diệt thì không có sanh nhân. Có sanh nhân nó đương nhiên liền có sanh diệt, nó không có sanh diệt. Cho nên các vị phải nên biết, chỉ riêng tự tánh không sanh, không diệt. Cho nên nó không phải là sanh nhân chi sợ sanh. Thế nhưng nó có thể liễu nhân chi sợ liễu liễu nhân là trí tuệ nếu như sau khi thầy đều buông bỏ trí tuệ trong tự tánh hiện tiền cái trí tuệ này có thể hiểu rõ đối với tự tánh của họ Đó chính là Pháp Thân Pháp Thân chân thật Ở trong cõi thật báo trang nghiêm Có thể nói cũng có Pháp Thân Không chỉ cõi thật báo Cõi phương tiện hữu dư Chính là Pháp giới bốn thánh Cõi phạm thánh động cư Chính là sáu cõi luân hồi có pháp thân hay không có bao gồm tất cả hiện tượng đều là pháp thân chỉ là chúng ta mê mà không giác vì sao vậy hiện tượng vật chất không thể lìa khỏi tự tánh cho nên đại đức xưa đem tự tánh thí dụ là vàng đem hiện tượng thí dụ món đồ bằng vàng Cho nên Cõi thật báo trang nghiêm Là tự tánh biến hiện Cõi phương tiện hữu dư Cũng là tự tánh biến hiện Cõi phạm thánh động cư Vẫn là tự tánh biến hiện Không hề lìa khỏi tự tánh Món đồ không khỏi dạng. Vàng không lìa khỏi món đồ Món đồ chính là dạng, dạng chính là món đồ vĩnh diện không phân khai cho nên người kiến tánh ở đâu vậy? Tùy chọn một pháp. Không pháp nào không phải. Nói một gón tay cũng là nó. Nói vì sao mà không phải chứ? Không có thứ nào không phải. Vì vàng mà chúng ta nói ở đâu vậy? Tùy tiện chọn ra món đồ bằng vàng Lấy một loại làm bằng vàng có phải là vàng không? Đúng vậy Lấy một chiếc nhẫn có phải là vàng không? Đúng đó Lấy một sợi dây chuyền có phải là vàng không? Là nó Lắc dây chuyền Chiếc nhẫn là đồ bằng vàng Thể của nó là vàng rồng Dĩ nhiên không thể rời khỏi Cho nên Mười pháp giới y chánh trang nghiêm Thấy đều là Tướng của tự tánh Hiện ra Tự tánh không có tướng Nó hay hiện tướng Đó là câu thứ ba Đại sư Huệ Năng đã nói Nào ngờ tự tánh vốn đầy đủ Cái đầy đủ này Chính là Phật ở trên Kinh Hoa Nghiêm đã nói Tất cả chúng sanh đều có đức tướng trí tuệ như lai. Vì thì liền đem tất cả đầy đủ thầy đều bao gồm trong đó. Cái thứ nhất là trí tuệ. Trí tuệ chính là liễu nhân. Họ có thể tường tận. Có thể nhìn thấu. Có thể chiếu kiến. Họ có tự tánh, họ có đức năng họ có tướng hảo đức năng là nói năng hiện năng biến đó là đại đức đại năng tướng hảo là sở hiện sở biến cũng bao gồm 10 pháp giới y chánh trang nghiêm. Cõi thực báo trang nghiêm của chư Phật Như Lai. Phải nên biết đó là tự tánh chúng ta biến hiện ra. Cái thân thể này của chúng ta cũng là tự tánh biến hiện ra. Vì sao trí tuệ đức năng của chúng ta dường như là quá kém, dường như không có? đó là nguyên nhân gì? Thế tùng rất tự bi cũng đem cái hiện tượng này nói ra chỉ vì vọng tưởng chấp trước mà không được chứng đắc. đây là đối với phạm phu sáu cõi của chúng ta mà nói. bạn xem chúng ta có vọng tưởng, vọng tưởng là cái gì? khởi tâm động niệm. chúng ta có phân biệt, chúng ta có chấp trước. Ba loại phiền não này thấy đều đầy đủ. Thì hiện ra cái hiện tượng gì? Hiện sáu cõi luân hồi. Trong sáu cõi luân hồi, có thiện, có ác. Tâm của chúng ta thiện. Lời nói thiện, việc làm thiện. Biến hiện ra chính là ba đường thiện nếu như ba thứ này của chúng ta không thiện tư tưởng không thiện lời nói không thiện hành vi không thiện biến hiện ra hiện tượng chính là ba đường ác cho nên trong sáu đường có thiện ác chấp trước không còn thì sáu cõi liền không còn Sáu cõi không còn, thì bạn đến nơi đâu? Đến cõi phương tiện hữu dư. Chúng ta gọi là Pháp giới bốn thánh. Trong Pháp giới bốn thánh, có thể nói là tình độ. Nó không có thiện ác. Nó có nhiễm tình. Đối với sáu cõi mà nói, sáu cõi là nhiễm, nó là tình. Không có thiện ác. lại hướng lên trên cao nếu như khởi tâm đồng niệm cũng không có thì cõi phương tiện hữu dư thì không còn nữa không thấy nữa giống y như nằm mộng vừa tỉnh dậy cho nên trên kinh kim cang phật dùng một thí dụ để nói tất cả pháp hữu di như mộng huyễn bào ảnh thật đấy mười pháp giới y chính trang nghiêm đều là mộng huyễn bọt nước Họ vừa tỉnh dậy Thì mười pháp giới không còn Hiện tiền ra đó Chính là cõi thật báo trang nghiêm Cõi thật báo trang nghiêm Cần phải đoạn hết Tập khí vô minh Cõi thật báo cũng không thấy Thường tịch quan hiện ra Kỳ thật Thường tịch quan lúc nào mà không hiện tiền chỉ là có du minh tập khí chướng ngại mất tuy hiện ra bạn không thể phát hiện được du minh tập khí không còn vậy thì hoàn toàn tường tận thực tế mà nói phá được du minh rồi liền thể hội được thường tịch quan luôn là không thể giống như trên quả Phật cứu cánh tự tại đến như vậy. Đó chính là áo mật giữa vũ trụ. Chân tướng của vũ trụ. danh từ của Phật giáo gọi là thật tướng các Pháp. Trên Kinh Bát Nhã thường nói, thật tướng các Pháp, nếu dùng lời hiện tại mà nói, chính là chân tướng của tất cả dạng sự dạng Pháp. Cho nên giáo học của Phật cũng không khác. Chính là vậy chúng ta hiểu rõ chân tướng của vũ trụ dạng Pháp. Việc này rất quan trọng. Tương tận chính là Phật, chính là Bồ Tát. Không hiểu rõ chân tướng thì gọi là Phạm Phu phàm phu chúng ta không hiểu rõ chân tướng lấy cái giả tướng hiện ra làm thành chân tướng ở trong đó khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước gọi là tạo nghiệp như trên kinh địa tạng phật đã nói chúng sanh diêm phù đề khởi tâm động niệm thấy đều là nghiệp thấy đều là tội lời nói này không quá đáng chút nào Khởi tâm động niệm của chúng ta sai rồi Chúng ta nghĩ sai Chúng ta nói sai Chúng ta làm sai Sai ở đâu vậy? Chỗ này phải nên biết Sai ở chính mình Không liên quan gì với cảnh giới bên ngoài Đại đức xưa Trung Quốc Dạy chúng ta Làm mà không được phải xem lại chính mình. Sự răng dậy của câu nói này thật rất hay. Đó là trí tuệ chân thật. Giáo huấn chân thật bảo chúng ta quay đầu là bờ. Chúng ta không nói người thông thường, chỉ nói người tu hành. Nói đệ tử nhà Phật chúng ta Vì sao chúng ta không thể kiến tánh Vì sao không thể quay đầu lại Chính là khi mọi việc không dự ý Thì đều là lỗi lầm của người khác Dường như không có liên quan gì với chính ta Vậy thì chính mình vĩnh viễn mê hoặc vĩnh viễn không thể quay đầu Đó gọi là sanh tử luân hồi Đời đời kiếp kiếp không có ngày ra Đến lúc nào bạn mới có thể siêu diệt luân hồi Biết được lỗi lầm không ở bên ngoài Do chính mình chưa tốt Khi vừa quay đầu Bạn liền có cơ duyên Siêu diệt sáu cõi luân hồi Lời nói này là thật Một chút cũng không giả rõ ràng là do người đó gây phiền phức cho tôi tại sao lỗi lầm không ở nơi họ mà ở chính tôi cái đạo lý này rất sâu họ gây phiền não cho ta vì sao họ không tìm người kia gây phiền não tại vì sao họ chỉ đến tìm ta ngay trong một đời này của ta không có quán thù với họ không có qua lại thì vì sao chỉ riêng đến tìm ta Đó là bởi vì Chúng ta chỉ xem thấy một đời này Không hề xem thấy đời quá khứ Không hề xem thấy đời dị lai Đến hôm nào mà chúng ta có thể xem thấy quá khứ Hiện tại dị lai Thì bỗng nhiên khai ngộ Ở trong sáu cõi khẳng định là ngay trong đời quá khứ của ta cũng có hành vi này đối với họ. Hôm nay gặp được thì hoàn toàn tương báo. Hoàn toàn tương báo, phía sau còn có một câu không hề ngừng dứt. Bạn nói xem có đáng sợ không? Dù duyên vô cớ, họ đến tìm ta là nghiệp lực đời trước không chế lấy nếu như hiểu rõ cái đạo lý này hôm nay họ đến tìm ta là việc đúng nghịch đến thuận chịu ta phải làm thế nào ta phải sửa lỗi tự làm mới ta không còn oán hận họ ta không còn ý niệm báo thù cái gúc này không phải liền được giải rồi hay sao vậy mở cái gúc này cái gút đó thật gọi là ngàn ngàn gút. Chúng ta đời đời kiếp kiếp tác tội với bao nhiêu chúng sanh. Không cần nói thứ khác. Bạn đã ăn hết bao nhiêu thịt chúng sanh. Bạn có biết hay không? Chúng ta người chưa học Phật ăn thịt chúng sanh giết hại chúng sanh. Đó cũng là một sinh mạng. hoa tạo tác bất thiện đòa lạc vào đường xuất sanh. Trong Kinh Phật nói, Người chết làm dê, dê chết làm người. Đời đời kiếp kiếp, Ăn nuốt lẫn nhau. Cho nên, sau khi hiểu được đạo lý này, Chính mình mới hoàn toàn khẳng định, Bên ngoài, Không có lỗi lầm, Đều là chính mình tạo tác, Tự làm tự chịu, Còn có lời gì để nói nữa. Chúng ta liền có thể dứt được cái ý niệm, quán trời trách người khổ cực thế nào cũng bằng lòng nhận chịu chướng nạn thế nào cũng đều có thể nhận chịu biết được những chịu thì gọi là tu hành gọi đó là nâng cao đêm cảnh giới của chính mình không ngừng nâng lên cao tất cả mọi người tất cả mọi việc tất cả mọi vật đều là giúp đỡ chính mình nâng cao trong thuận cảnh biết được không sanh tham luyến chính mình nâng lên đoạn dứt tham đoạn dứt si mê nghịch cảnh ác duyên không có chút oán hận không có chút báo thù thì đoạn được sơn hận không thể đoạn sạch tham sân si cũng là giảm nhẹ mức độ rất lớn. Phiền não nhẹ, bồ đề thêm lớn. Bồ đề chính là trí tuệ. Trí tuệ càng thêm lớn, càng thấy được rõ ràng đối với chân tướng sự thật. Vậy thì đạo tâm tu hành của bạn càng kiên cố, bạn sẽ càng giọng mạnh tinh tấn. Cho nên phải ghi nhớ Chúng ta không thể nâng cao Thì không thể ra khỏi Đều là đem tất cả Lỗi lầm thấy ở bên ngoài Ngoài tâm cầu Pháp Ngoài tâm cầu Pháp Nhà Phật gọi là ngoại đạo Chính mình ngày ngày học Phật Không biết chính mình là ngoại đạo Lúc nào thì mới có thể quay đầu khi phật pháp chưa đến trung quốc là tổ tông chúng ta đã dạy cho chúng ta phải xem lại chính mình chỉ có người biết xem lại chính mình mới là người chân thật tu hành những lời nói này chúng ta nghe đã quen tai thế nhưng thế nào vậy chúng ta không hề vận dụng ở ngay trong cuộc sống thuận cảnh thì khởi tâm tham nghịch cảnh thì khởi oán hận khởi tâm động niệm tạo tác ra là nghiệp luân hồi học phật cũng không ngoại lệ lúc nào mới có thể ra khỏi được luân hồi có thể nói không có kỳ hạn Công phu tu hành của chúng ta không được tác lực. Niệm Phật cũng không được. Niệm Phật có thể sanh tình độ không? Ngày trước, tôi theo Lão Sư Lý 10 năm. Học kinh giáo với ông lão sư ngày thường hay nhắc nhở chúng ta đại trung liên xã là do ngài sáng lập ra khi tôi theo ngài lão sư ngài nói với tôi liên hữu của liên xã có danh sách có hai trăm ngàn người khi tôi rời khỏi ông tôi theo ông mười năm khi rời khỏi ông Liên hữu đại trung đại khái có hơn 300.000 người. Lão sư Ngài thường hay dùng cái này để làm thí dụ. Liên hữu nhiều đến như vậy. Người chân thật giảng sanh. Ngay trong một 000 người, chỉ có hai ba người. Vậy nói rõ cái gì không như người xưa nói dạng người tu dạng người chứng dạng người tu dạng người chứng là lý luận nếu bạn tu hành đúng lý đúng pháp không ai không giảng sanh Tại vì sao chúng ta không thể giảng sanh? Chính là tâm hạnh của chúng ta bất thiện. Tâm hạnh không thanh tịnh Bạn thấy Trong kinh giáo tịnh độ nói rất hay Tâm tịnh thì cõi Phật tịnh Trong lòng chúng ta Có tham sân si mạng Thì làm sao giảng sanh Đới nghiệp giảng sanh không sai Người giảng sanh Có ai mà không đới nghiệp Mọi người đều đới nghiệp Đới nghiệp giảng sanh Thế nhưng đối nghiệp giảng sanh Bạn phải nên biết điều kiện để đối nghiệp dẫn sanh Đại Đức xưa nói rất rõ ràng Mang nghiệp cũ không mang nghiệp mới Hay nói cách khác Trước khi chúng ta chưa học Phật Nghiệp đã tạo Trước khi chưa tu tịnh độ Gọi là nghiệp cũ Sau khi học Phật sau khi tu tịnh độ không được tái tạo tái tạo thì không thể mang đi cho phép bạn mang nghiệp cũ không thể mang nghiệp mới vì chúng ta ngày ngày niệm phật ngày ngày vẫn còn đang tạo nghiệp thì làm sao được chứ không thể giảm sanh nguyên nhân chính cái chỗ này chúng ta ngày ngày niệm phật có lợi ích gì không có nghiệp thiện trong sáu cõi luân hồi không thể sanh đến thế giới cực lạc tuy nhiên đời sau được phước báo trời người thì không vấn đề gì tóm lại mà nói sự việc phiền não nhất Chính là đem tất cả lỗi lầm trách nhiệm đổ cho người khác. Đó là chánh nhân chúng ta đời đời kiếp kiếp không thể thoát khỏi sáu cõi luân hồi. Chúng ta không thể không biết. Phải biết trên Kinh Phật nói hoàn toàn là thật thế tôn ngài nói thân người khó được phật pháp khó nghe chúng ta ngày đây thân người khó được chúng ta ngay trong đời này có được thân người phật pháp khó nghe chúng ta có duyên phận tốt được nghe phật pháp cái cơ duyên này rất khó được Nghe được Phật Pháp liền có cơ hội Có duyên phận Ở ngay trong một đời này Dĩnh thoát luân hồi Không chỉ dĩnh thoát luân hồi Dĩnh thoát bởi Pháp giới Cái thủ thắng này còn gì bằng? Thiên thượng nhân gian Trong mười pháp giới Là nhân duyên hy hữu khó gặp Chúng ta gặp được rồi Chỉ cần chính mình có thể nắm lấy Cố gắng và nắm lấy cơ hội Vậy thì bạn vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi vĩnh viễn thoát khỏi 10 pháp giới Bạn đi làm Phật rồi Trên lý mà nói Người người đều có phần từ trinh sự mà nói thành thật niệm Phật. Phát nguyện giảng sanh. Phải đem chướng ngại trừ bỏ. Chướng ngại chính là xem lại chính mình. Hôm nay tôi đặc biệt đưa ra câu này với các đồng tu. Nhất định phải khẳng định tất cả lỗi lầm là chính do ta, không liên quan gì với người khác. chỉ cần bạn có sự nhận biết này ở phương diện này mà nỗ lực ngay đời này bạn nhất định giảng sanh không nên trách cứ người khác nữa tất cả bên ngoài không có lỗi lầm chỉ có chính mình đang chướng ngại chính mình người khác không chướng ngại được ta người khác ức hiếp ta làm nhục ta hãm hại ta ta không hề oán hận họ mà ta còn cảm tạ họ vì sao cảm tạ họ cảm tạ họ đã đến khảo ta ta có thể vượt qua ta không oán hận họ ta không trách họ ta chỉ trách chính mình ngày trước đã tạo ra những nghiệp bất thiện đời này mới bị báo ứng này hoan hỉ mà tiếp nhận quả báo này. Vì thì trả rồi. Nếu như trong thuận cảnh khởi tâm tham, vấn đề này của bạn không thể giải quyết trong nghịch cảnh khởi tâm oán hận. Đời sau còn phải trả báo việc đó chân thật như người xưa đã nói không thể ngừng dứt chúng ta hy vọng tất cả nợ nần đều trả hết ngay trong một đời này cái lý này phải hiểu đó là chân lý chúng ta không có chút lưu luyến nào đối với cái thế gian này Thế nhưng thế gian này có lợi ích rất lớn đối với chúng ta. Thái bình thành thế cũng tốt, loạn thế cũng tốt. Thì đều có lợi ích rất lớn. Ở trong đây, đoạn tham sân si. Thành tựu giới định huệ. Thành tựu giác chánh tình. như vậy ngay trong một đời này của chúng ta có hy vọng chứng được pháp thân quyết định không tham danh vọng lợi dưỡng năm dục sáu trần thế gian phải triệt để buông bỏ vì sao vậy đều là giả chúng ta thường hay khuyến khích các đồng tu phàm hệ không mang đi được không nên để ý đến nó không nên để ở trong lòng mang đi được thì hãy xem trọng liễu nhân phật tánh liễu là tường tận chiếu liễu chân như chi lý chi trí tuệ chính là chiếu liễu chân như chi lý đó là trí tuệ đó chính là liễu nhân y chi thành tựu bát nhã chi quả đức cố danh liễu nhân phật tánh phía trước chứng pháp thân chỗ này chứng được bát nhã các vị phải nên biết pháp thân là không sanh không diệt bát nhã cũng là không sanh không diệt đó là tánh đức là trong tự tánh vốn tự đầy đủ ngay chúng ta mê rồi chính là bởi vì bạn có khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trí tuệ đi biến thành phiền não. Trong Phật pháp thường nói phiền não chính là bồ đề. Ngược lại mà nói bồ đề chính là phiền não. Khi mê thì gọi là phiền não, khi giác thì gọi là trí tuệ. Đó là một không phải là hai. Ngày nay chúng ta phiền não quá nhiều Có thể đoạn dứt đó được hay không? Không thể được Vì sao vậy? Nếu như đoạn dứt đó trí tuệ liền bị đoạn Cho nên phải nên biết Gọi là chuyển phiền não thành bồ đề Bạn chuyển bằng cách nào? Bạn đem vọng tưởng Phân biệt chấp trước của bạn Buông bỏ phiền não liền biến thành bồ đề là một chuyển biến không phải thật bảo bạn đoạn dứt sinh tử cũng là như vậy sinh tử cùng niết bàn cũng là mê ngộ danh từ khác nhau mê rồi chúng ta gọi là sinh tử giác ngộ rồi thì gọi là đại niết bàn cho nên chuyển sanh tử thành biết bàn chuyển phiền não thành bồ đề người học phật chúng ta phải có một chuyển biến chuyển biến toàn ở chính mình chư phật như lai là lão sư tốt cho chúng ta các càng giúp chúng ta giúp bằng cách nào Ngài làm tăng thượng duyên cho chúng ta Ngài dạy cho chúng ta Chuyện bằng cách nào Ngài không cách gì Chuyện giúp chúng ta được Cũng giống như đến trường Quan hệ thầy giáo và học trò vậy Thầy giáo chỉ đạo học trò Học trò có thể tuân thủ chỉ đạo của thầy giáo Có thể Nâng cao học nghiệp của chính mình thì giáo không cách gì thay thế cho họ Chư Phật Bồ Tát Cũng là như vậy Các ngài chỉ có thể Đem chân tướng sự thật đó cho chúng ta nghe Một cách rõ ràng nói tường tận Đó là Cảnh giới của các ngài Nếu chúng ta muốn khế nhập cảnh giới này Phải nhờ vào tu hành của chính mình Phải nhờ vào nỗ lực của chính mình Tu hành tu cái gì? Không gì khác hơn buông bỏ mà thôi. Chân thật chịu buông bỏ. Từ nơi phương hướng lớn chúng ta tưởng tận rồi. Thế nhưng ở trên tế hạnh từng ly từng tí chúng ta phải có thể vận dụng được. Thí dụ, mặc áo ăn cơm có chấp trước hay không hôm nay muốn lựa vài món dự miệng cơm rau ngon có được không không được vì sao không được vậy loại ý niệm này giúp cho tâm tham của bạn thêm lớn Chính là tập dân trong tam dân mà phía trước đã nói Phải có thái độ như thế nào? Tùy duyên Nghĩ đến Thích Ca Mâu Ni Phật khi xưa còn ở đời Đời sống của Ngài Là ra bên ngoài Khất thực Cho thứ gì ăn thứ đó Không có phân biệt Không có chấp trước phật làm ra tấm gương cho chúng ta xem ngày nay ba bữa cơm của chúng ta có người làm thay họ làm thứ gì thì chúng ta ăn thứ đó không có chút phân biệt đó là gì đó gọi là tu hành đó gọi là phá chấp ăn cơm phá chấp trước Uống trà phá chấp trước không nên chú trọng loại trà này loại trà kia có rất nhiều người khi uống trà tương đối chấp trước đối với phẩm trà cũng có rất nhiều người tặng cho tôi những loại trà này thế nhưng tôi thường hay nghĩ họ tặng cho tôi tặng thật oan uổng vì sao vậy tôi không hiểu tôi không hiểu phẩm chất của trà tôi thấy đều như nhau tôi không biết loại lá trà nào tốt loại lá trà nào không tốt tôi không biết không nghĩ đến những thứ này không bận tâm những thứ này tất cả đều tốt mặc quần áo chính tôi gần như không có mua quần áo từ lúc xuất gia đều là mặc đồ của người khác khi mới xuất gia là mặc quần áo cũ của những vị hòa thượng họ có quần áo mới không mặc quần áo cũ nữa chúng tôi liền lấy quần áo cũ gì mặc còn có miếng giá năm đầu xuất gia bạn xem quần áo của tôi đều có miếng giá bách nạp y người ta tặng thứ gì thì mặc thứ đó chỉ cần vừa dặn thì tốt nếu không vừa dặn thì sửa lại một chút thì được rồi không lựa chọn không có cầu kỳ ở ngay trong đời sống này mặc áo ăn cơm uống nước đối nhân sự thế tiếp vật không có thứ nào không tốt. Ở ngay trong đó thường sinh tâm hoan hỷ. Với cái ăn ăn được no thì tốt rồi. Quần áo mặc được ấm là được. Không cầu kỳ bất cứ thứ gì. Người tại gia học Phật cũng vậy năm đầu có đồng tu nói với tôi dường như họ không có chọn lựa đạm bạc qua ngày mặt đi ra người khác cười ngạo tôi thành thật nói với họ người khác không có cười anh là chính anh đang khởi vọng tưởng phân biệt chấp trước người ta cười anh vào lúc nào nếu thật là đang cười ngạo anh thì họ đang tạo nghiệp anh đang đứng cao cảnh giới vì làm sao giống nhau chứ cho nên nói mặc cái thứ này ra đường người ta cười chết tôi liền nói với họ cười chết là họ chết chứ không phải anh chết họ chết là đúng có liên quan gì với anh anh không cảm thấy khó coi thì được rồi cho nên quần áo mặc được sạch sẽ mặc được giản dị thì tốt Một bộ quần áo ít ra có thể mặc được 8 đến 10 năm. Cho nên bạn không cần phải mất thời gian đi chọn quần áo. Không cần phải tốn món tiền này có thể tiết kiệm lại. Đời sống rất tự tại. Trà thô cơm nhạt. Hân hoan vui vẻ trong nhà phật nói trước hay thường sanh tâm hoan hỷ cho nên người xưa nói rằng lo buồn khiến cho người già bạn không có lo buồn bạn không có phiền não bạn không có phân biệt chấp trước bạn liền có thể trẻ mãi không già Tuổi tác tuy là thêm lớn Thân thể của bạn sẽ không suy yếu Tuổi tác lớn rồi thân thể suy yếu Vì sao vậy? Là phân biệt chấp trước quá nhiều Giọng niệm quá nhiều Thứ này có thể làm cho người ta già đi Bạn không có giọng niệm không có vọng tưởng, không có phân biệt, không có chấp trước. Người này làm sao già được? Cho nên đó là nói đến cái đạo dưỡng sanh đều phải dựa vào trí tuệ. Trí tuệ, đức tướng đều là trong tự tánh chính mình, vốn sẵn, đầy đủ. Biết được khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước là chướng ngại cái thứ này phá hư đi đức tướng trong tự tánh của chúng ta không phải do nhân tố khác đó là do chính mình chính mình có thể buông bỏ phân biệt chấp trước cảnh giới bên ngoài không có chút liên quan gì đối với chúng ta Cho nên đó là thành tựu bát nhã Phiền não của bạn nhẹ Trí tuệ thêm lớn Phiền não không còn Trí tuệ liền hoàn toàn hiển lộ Thích Ca Mâu Ni Phật Lục tổ Đại sư Huệ Năng Làm ra tấm gương tốt cho chúng ta Thích Ca Mâu Ni Phật Là người nước ngoài rất xa với chúng ta. Đại sư Huệ Năng là người Trung Quốc. Thật có con người này, thật có việc này. Thân thể của Ngài hiện tại vẫn còn. Nhục thân vẫn còn. Ở chùa Đam Hoa, Quảng Đông, Đại sư Huệ Năng năm xưa ở đời Không có đi học Không biết chữ Bạn đọc Phật Kinh Phật Kinh rất nhiều Bạn xem thấy bộ Đại Tạng Kinh Tùy chọn bộ Kinh nào Tùy chọn một đoạn nào Bạn không hiểu Bạn đọc cho Ngài nghe Ngài liền giảng cho bạn nghe Loại trí tuệ năng lực này từ đâu mà có Là từ trong tự tánh vốn có Chỉ cần bạn kiến tánh Trí tuệ của bạn cũng hiện tiền Đức năng tướng hảo của bạn Cũng thấy đều hiện tiền Đó là Phật Pháp dạy chân thật Thọ dụng cho chúng ta liễu nhân Phật tánh. Người xưa ngay chỗ này giới thiệu cho chúng ta. Chiếu liễu. Bạn phải chú ý chữ chiếu này. Chiếu liễu là giảng biệt, không phải phân biệt. Nếu như tỉ mỉ nghiên cứu, phân biệt, ô, oh, việc này liền hiểu rõ. Trong hiểu rõ có sai lầm. Không phải chân thật hiểu rõ Thật đã hiểu rõ Không có nghiên cứu Vì sao vậy? Nghiên cứu là phân biệt Là ý thức thứ sáu Chấp trước là mạc na thức Phạm phu Sáu căn Đối với sáu trận Sanh khởi khởi tác dụng chính là sáu thức thức là cái gì vậy thức chính là phân biệt vậy thì dùng sai rồi nếu như dùng đúng dùng đúng cũng gọi là liễu biệt liễu biệt chính là chiếu liễu chính là bạn không có phân biệt thì tường tận thông qua nghiên cứu được tường tận thì là sai không cần phải nghiên cứu cho nên nhà Phật gọi là tham cứu không gọi là nghiên cứu tham cứu cùng nghiên cứu khác biệt ở chỗ nào vậy nghiên cứu là dùng tâm ý thức tham cứu không dùng tâm ý thức gọi là tham cứu tham chính là tường tận dùng tâm ý thức tâm là a lại gia ý là mặt đa thức thứ bảy là thức thứ bảy thức là thức thứ sáu a lại gia là khởi tâm động niệm Mạc Na là chấp trước Thức thứ sáu là phân biệt Lìa tâm ý thức gọi là tham Lìa tâm ý thức chính là Không khởi tâm, không đồng niệm, không phân biệt, không chấp trước Đó chính là không dùng tâm ý thức Không dùng tâm ý thức Mắt nhìn rõ, thông suốt Tai nghe, tường tận Thân thể tiếp xúc rõ ràng Đó gọi là chiếu liễu đó gọi là chiếu kiến chúng ta đọc tâm kinh trong tâm kinh nói chiếu kiến ngũ uẩn dây không đó chính là chiếu liệu chân như chi lý đó là chân trí tuệ chỉ đạo phiên dịch Pháp Sư Ngộ Thông Tịnh Tông Học Hội Úc Châu Cận dịch vòng Tây Cư Sĩ Địa chỉ email vòng Tây Cư Sĩ A Gmail.com Diễn đọc Phật Tử Thiện Quang Nguyện cả Thầy Chúng Sanh Đều tín niệm Di đà đồng cầu danh vì nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước phật trên đền bốn ân nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có người nghe thấy đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc